Hello trời cả anh em nha, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách làm những bức ảnh như thế này. Đây, cái avatar kiểu dạng 3D này nhé. Thì đầu tiên anh em cần chuẩn bị giúp mình là một bức ảnh trang cá nhân này. Anh em vào trong Facebook anh em chụp lại nhé. Và một bức ảnh anh em làm avatar, ok. Và anh em cần chuẩn bị thêm giúp mình là một cái app tên là PicsArt nha. Cái app này thì hầu hết anh em đều biết. Anh em vào Google Play hoặc là vào App Store tải về giúp mình nhé. Sau khi tải xong thì anh em sẽ vào khởi động app này. Đầu tiên thì nó sẽ bắt anh em đăng nhập. Nhưng ở đây mình đăng nhập rồi, mình sẽ không đăng nhập này nữa. Đây. Thì cái giao diện của nó sẽ như này, anh em sẽ nhấn vào phần dấu cộng ở đây. Anh em sẽ thêm giúp mình là cái bức ảnh trang cá nhân vào nhé. Đây này. Rồi anh em sẽ thêm bức ảnh trang cá nhân. Anh em để ý ở cái thanh công cụ dưới này, anh em sẽ nhấn vào cái phần thêm ảnh. Ở đây thì anh em sẽ thêm cái ảnh mà anh em muốn làm avatar vào đây. Đấy. Anh em sẽ zoom to lên này. Ở đây thì mình sẽ cắt bớt những phần đen ở ngoài đi. Mình sẽ chọn vào phần cắt ở đây nhé. Ok, anh sẽ áp dụng này. Tiếp theo thì anh em nhìn thấy cái dòng độ mờ đục đây không? Thì anh em sẽ giảm xuống nhé. Anh em sẽ giảm xuống độ 75 nha. Anh em sẽ giảm xuống khoảng độ 75. Ở đây thì anh em sẽ căn chỉnh cái avatar này sao cho nó đẹp là được, vừa mắt của anh em. Mình thấy như này khá là ok rồi. Và anh em chú ý giúp mình là không cho cái đầu này nó vượt quá cái ảnh bìa nhé. Bởi vì như thế nó sẽ xấu, nó không đẹp. Ok, tiếp theo thì anh em sẽ nhấn vào phần thanh tẩy đây này. Ở đây thì anh em sẽ nhấn vào cái phần thanh tẩy ở đây để anh em chọn cái kích cỡ nhé. Mình ở đây mình sẽ chọn là 25 100 và độ cứng khoảng độ 50 đi. Giờ chúng ta sẽ tiến hành nhà tô nhé. Đây, tô hết rồi. Anh em sẽ zoom to ra này. Ở đây thì anh em sẽ tô vào cái viền trong của cái avatar nhé. Đây này. Sau khi anh em đã tô qua xong rồi thì anh em sẽ cho cái cỡ này nó to ra một chút rồi anh em tẩy hết ở phần rìa đi này. Tẩy hết ở rìa đi. Đó, sau khi anh em đã tẩy xong qua rồi, anh em thấy ổn rồi thì anh em sẽ nhấn vào phần dấu tích ở đây. Anh em sẽ cho cái độ mờ đục này lên 100 nha. Và anh em sẽ tiếp tục nhấn vào cái phần thanh tẩy để mình sửa nốt cho nó đẹp. Đây, giả sử như những phần ở dưới này thì nó chưa vào kỹ thì anh em sẽ nhấn vào dấu tẩy tiếp này. Anh em sẽ chỉnh kích cỡ nó xuống nhỏ khoảng độ 20. Rồi, bây giờ anh em sẽ tiến hành nhà tô ở rìa này. Đây. Anh em tô từ từ nhé.
Những cái phần mà nó bị lẹm vào, một lát nữa mình sẽ chỉ anh em cách. Đấy, nó bị lẹm vào một chút cũng không sao. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ khắc phục những cái phần nó bị lẹm vào nhé. Thì anh em sẽ chuyển sang cái phần cái bút ở đây. Anh em sẽ chọn kích cỡ cũng khoảng 18-20 gì đấy. Em sẽ chọn cho độ mờ đục xuống khoảng độ 80 nha. À, bây giờ em sẽ zoom to lên này. Bây giờ em tô ở rìa này. Đấy. Đó. Anh em tô ở rìa này. Đây, những phần này anh em sẽ tô vào này. À, nếu mà nó bị lẹm ra anh em lại chọn vào thanh tẩy. Anh em tẩy rìa đi. Đấy, anh em cứ sử dụng linh hoạt cái tẩy và cái vẽ thì nó sẽ đẹp thôi. Thì phần này anh em sẽ vẽ vào này. Đó. Ok, mình thấy khá là ổn rồi đấy. Giả sử như phần ở đây, anh em mà thấy nó bị lõm một đoạn thì anh em thấy em sẽ tô vào. Cái này anh em muốn tẩy đi thì em sẽ chuyển sang dầu tẩy, anh em tẩy đi. Đó. Ok, mình thấy khá ổn rồi, mình sẽ nhấn vào phần dấu tích ở đây nhé. Rồi. Tiếp theo thì anh em sẽ nhấn vào phần áp dụng để lưu này. Nhấn vào kế tiếp này. Thì anh em nhấn vào lưu nhé. Tải anh xuống này. Nhấn vào đóng. Đó, thì nó sẽ tải về cho anh em. Ok. Đây. Đó, thế video mình hướng dẫn đây là hết nha. Thì hy vọng là anh em sẽ có một bức ảnh đẹp sau khi xem clip của mình. Nếu anh em thấy clip hay và ý nghĩa thì đừng quên tặng mình một like, một share và subscribe nhé. Còn bây giờ thì bye bye.